Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 8 đã tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao học sinh phổ thông tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực 2 năm 2016 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực 2 năm 2016, đoàn thể thao học sinh phổ thông Vĩnh Phúc có 274 vận động viên được tuyển chọn qua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 8. Các giải thể thao do Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm học 2013-2014 đến nay và các vận động viên được chọn trực tiếp tại các trường năng khiếu, trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, các câu lạc bộ trong các trường phổ thông và các huyện thành thị trong tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn bao gồm điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở, bơi học sinh tiểu học, trung học cơ sở, bóng bàn học sinh tiểu học, trung học cơ sở, bóng đá nam học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bóng chuyền nam nữ học sinh trung học cơ sở, đá cầu học sinh tiểu học, trung học cơ sở, cầu lông học sinh trung học cơ sở, bóng rổ nam nữ học sinh trung học cơ sở, thể dục aerobic học sinh tiểu học, trung học cơ sở và đẩy gậy học sinh trung học cơ sở. Tại buổi lễ xuất quân, các huấn luyện viên, vận động viên bày tỏ quyết tâm thi đấu hết mình, đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng khu vực 2 năm 2016. Chuột là loài gây hại cho cây trồng và sức khỏe con người. Những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn, tuyên truyền vận động nhân dân diệt chuột, góp phần bảo vệ sản xuất và giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh do chuột gây ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai diệt chuột tập trung cho hơn 41.000 ha ngoài đồng ruộng với hơn 280.000 hộ thuộc các khu dân cư đã tham gia chiến dịch diệt chuột bằng nhiều hình thức, đảm bảo an toàn cho người và môi trường sinh thái, không dùng thuốc cấm, dùng điện và các biện pháp nguy hiểm khác. Năm nay chuột phá hoại rất mạnh, như là được sự quan tâm của chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cái thứ hai 07 nghị quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ. Năm nay một thứ nhất có hai cái hỗ trợ, một là hỗ trợ chúng tôi về cái cạm bắn nguyệt đánh rất hiệu quả, nhiều tốn nhiều công. Cái thứ hai hỗ trợ chúng tôi về cái thuốc vi sinh để chuột đánh. Đợt đầu chúng tôi thì chuột phá hoại rất tăng, hiện nay có cái diện tích phá hoại một ruộng đến hàng nửa sào, như qua quá trình đánh thuốc đến bây giờ coi như ngừng ngay lại, mà đi đường thấy hiện nay là dừng hẳn. Đợt hai đánh hiệu quả của nó hiện nay chuột giảm hẳn đi, cho nên là nếu như mà không có sự hỗ trợ của tỉnh thì hỗ trợ thuốc chuột chúng tôi cho nông dân thì nói chung mùa màng năm nay chúng tôi thất thu. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức diệt chuột trên những cánh đồng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến khích nhân dân chủ động diệt chuột ngay tại gia đình bằng cách đánh bẫy, dùng bả sinh học, dùng keo dính chuột. Đồng thời tuyên truyền người dân thường xuyên phát quang bụi rậm, hạn chế nơi trú ngụ và sinh sản của chuột, thu gom xác chuột chết nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vật tư y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phục vụ phòng chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Khẳng định truyền thống đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, những năm qua, công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua, tích cực lao động, đổi mới công nghệ sản xuất, mở rộng kinh doanh, giữ vững thương hiệu dẫn đầu ngành dược. Nhận thức rõ mục đích ý nghĩa của công tác thi đua, hàng năm công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đã phát động nhiều phong trào thi đua với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ các phong trào thi đua đã góp phần thay đổi tư duy, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hao lãng phí, tiết kiệm các chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Song song với những chương trình được phát động bởi các cơ quan đơn thể cấp trên, thì công ty chúng tôi luôn có những phong trào thi đua trong nội bộ công ty, ví dụ như là nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến để giảm hư hao, cũng như là phong trào phụ nữ Vinfaco giỏi về nước điểm ở nhà. Qua những phong trào đó thì cũng được đông đảo cán bộ nhân viên trong công ty nhiệt liệt hưởng tham gia và góp phần vào cái sự thành công, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của công ty đặt ra.
với sản phẩm sản xuất ra là các mặt hàng ý nghĩa, quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho con người. Chính vì vậy, phong trào thi đua lao động của công ty không chỉ có ý nghĩa làm ra các sản phẩm có chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, mà còn phải đảm bảo hiệu quả tốt nhất, nhanh nhất cho người sử dụng. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, bên cạnh đầu tư vốn của công ty, phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi có ý nghĩa quan trọng trong việc cạnh tranh các sản phẩm cùng chủng loại. Mỗi một doanh nghiệp thì đều có một cái đặc thù riêng của mình. Riêng đối với Vivoco thì là một doanh nghiệp sản xuất về dược phẩm. Do đó, chúng tôi cũng phải có những cái đặc thù riêng của doanh nghiệp sản xuất dược phẩm. Những phong trào để chúng tôi đề đảm đó là tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm, giảm hư hao, thi đua, đề xuất và nghiên cứu những sản phẩm mới để đạt được mục tiêu. Thứ nhất là sản phẩm của chúng tôi phải đạt được chất lượng. Thứ hai là thường xuyên liên tục đề xuất được những sản phẩm mà có hàm lượng chất xám cao, có khả năng đủ thay thế được hàng nước ngoài nhập khẩu. Và cái thứ ba, trong nền kinh tế thị trường thì sản phẩm phải đảm bảo được cái giá cạnh tranh hợp lý để phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Với những nỗ lực trên, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh và thương hiệu của công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc đã không ngừng được nâng cao, trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành dược Việt Nam. Năm 2015, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty đạt 930 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 28 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 700 lao động, với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng một người một tháng. Những vụ lừa đảo núp bóng dưới hình thức bán hàng đa cấp không còn là câu chuyện mới mẻ. Vậy mà vẫn có rất nhiều người dân vướng vào chiêu trò này, khiến tiền mất tật mang. Điều đáng ngại là những thủ đoạn bán hàng đa cấp biến tướng dưới nhiều hình thức để lách luật. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các chi nhánh trực thuộc 3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy, công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam và công ty cổ phần sản xuất và thương mại Con đường Việt. Các chi nhánh bán hàng đa cấp có trụ sở, văn phòng đại diện tại thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên. Với những lý lẽ thuyết phục của các nhân viên về việc kinh doanh đa cấp và những lợi nhuận mà nó đem lại, rất nhiều người dân, nhất là người dân ở các vùng sâu vùng xa, những người ít có điều kiện tiếp cận thông tin đã hồ hởi tham gia để rồi sau đó rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Như trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Lân, một nhà giáo về hưu đã vào tầm ngắm của các nhân viên bán hàng đa cấp. Khi nghe nhân viên bán hàng đa cấp đến mời tham gia đầu tư mua hàng đa cấp, một vốn bốn lời, ông đã dốc hết tiền dành dụm được để tham gia với hy vọng đổi đời, để bây giờ không những không sinh lời mà muốn lấy lại vốn cũng khó khăn. Thông qua một người giới thiệu là chủ yếu là bán hàng đa cấp, như họ nói là những cái hàng này là chỉ là cái hàng gọi là vừa chơi mà lại có thưởng, tức là có cái khuyến mại. Thì cái năm đấy là 2013 nó có hai cái chương trình khuyến mại là Long Phụng Hòa Ca và Linh Long Hồi Xuân. Cái mã đầu tiên là nó thoát là đâu 500.000 ấy. Mã thứ hai là 2,5 triệu, mã thứ ba 9 triệu với mã là 12 triệu gốc sao đấy. Nhưng mà bác chơi từ 2013 tháng 10 2013 thì đến nay là bác được gần 3 năm, nhưng mà họ nói là 2 năm thoát hết, nhưng thực tế là gần 3 năm rồi mới thoát được một mã. Còn nhà nhiệt chung là tôi cũng cứ chờ vốn thì may giờ được đồng nào hay đồng ấy. Mới đây nhất, phóng viên thời sự đã cùng đội quản lý thị trường số 10 kiểm tra về hoạt động bán hàng đa cấp của hộ kinh doanh Hoàng Ngọc San ở khu đô thị Đồng Sơn, thị xã Phúc Yên, là đại lý ký gửi hàng hóa cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy. Các sản phẩm của công ty đều độc quyền, không bán trên thị trường nên rất khó để người dân phân định, so sánh giá sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó, mỗi hội viên của công ty khi tư vấn tiêu thụ được sản phẩm sẽ được công ty cắt hoa hồng. Tuy nhiên, lợi nhuận phải đến tận công ty mẹ ở Hà Nội để lấy. Vai trò của hộ kinh doanh Hoàng Ngọc San tại Vĩnh Phúc chỉ là tư vấn các sản phẩm và luân chuyển hàng hóa theo đơn đặt hàng. Bán hàng nhưng rất ít các sản phẩm hàng hóa, mà việc làm chính của bán hàng đa cấp là phát triển hội viên, thu tiền ký quỹ. Qua công tác kiểm tra thì hiện tại là có 33 mặt hàng đang kinh doanh làm đại lý cho công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Thì về kiểm tra thực tế thì chúng tôi có phát hiện là có 7 mặt hàng không nằm trong cái danh mục hàng hóa được phép kinh doanh bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương cho phép. Và
31 mặt hàng là chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản và sẽ đề nghị xử lý theo quy định pháp luật. Qua cơn bão tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian qua, một lần nữa cảnh tỉnh những người hám lời. Không có công việc nào có được thu nhập cao mà không phải bỏ công sức lao động chính đáng. Đừng biến mình trở thành nạn nhân, lâm vào cảnh nợ nần, túng bấn, ảnh hưởng cuộc sống gia đình. Bản tin thời sự tổng hợp 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.